Chào toàn thể các bác nhé, kèo đánh chim sẻ này. Thời tiết thì hiện tại đang khá là nắng này. Đấy, thì anh em cùng tham khảo về cái mẫu kèo chịu nhiệt. Đấy, siêu dốc lông rồi nhé. Kèo đánh cột điện này. Đàn này gọi thì thấy tầm chục rồi nhé. Không biết là nó có ra nhiều nữa không. Đấy, thì các bác cùng theo dõi ở trên cái kèo đánh ở trên bộ sao chữ V này nhé. Được chưa? Được chưa? Thoát mấy con anh ạ? Chắc được khoảng mười mấy con, gần 20 ấy. Thoát 2, 4, 5, 6 con ra đây xảo lại, bị lắc sang bên ấy, đang nhịp xuống nó sợ anh ạ. Ok nhé, giờ thì ra ngoài chỗ khu vực đỗ xe, quay cho anh em xem kèo đánh này. Cái hai anh em đang gỡ chim sẻ đây. 14 thì anh thả một rồi. Còn 13 chắc gần 8 rồi. Đấy, kèo đây nghe này. Đánh từ sáng là đủ bám dính này. Đấy, rất ok nhé. Đấy, dọc lông ok. Thế thì anh em thấy thực tế đánh gần 100 chim này. Đấy. Nhưng keo vẫn đảm bảo. Thì bên cơ sở anh em là bán loa này, cần sao. Đấy, và keo đánh sẻ thì anh em là có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé, ủng hộ. Số điện thoại em để mua hàng thì ở góc màn hình video. Anh em điện đến thì bên cơ sở tư vấn lên đơn. Bây giờ chào các bác đây.